Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Hack 5, game chơi được trên tất cả mọi nền tảng Android, iOS, PC, các kiểu con đà điểu. Để lấy ít trang bị 11. Hôm nay Hell sẽ đi khiêu chiến với mấy con này lấy trang bị 11 ha. Ok. Đánh với mấy con này thì nó hơi chuối tí. Biết cái này đánh ít được rồi. Giờ hót ra còn kịp ta. Chắc còn kịp á. Rồi đi xuống lấy ai dữ. Chạy gãi trang bị bậc 9 đi ha. Ok. Thôi, bậc 9 ngon hơn nè. Được á, được á. Right, đến với thông tin server trong khi trời nó đánh ha. Ở bậc 9 thì dễ với mình quá, hót ra. Bậc 10 ơi, đúng rồi, bậc 10 không chết nè. Ok, right, đến với thông tin server đây. Đây, tuyệt kiếm H5 phiên bản update mới nhất ra mắt server 47. À, vào 11 giờ ngày 22 tháng 5, chơi ngay tại tuyệt kiếm chấm phân. Biết có tân hữu nè hả, linh nạp game đó, đăng nhập tặng VIP 10 ớt VIP 7 400.000 kim nguyên bảo, tặng thời trang SSR và VIP vũ khí SSR đó, cánh SSR, nhập có tân hữu tặng 200.000 kim nguyên bảo, thời trang thăng cấp thành nhân 999. Tiên vật thăng cấp hạt nhân 999, thần binh thăng cấp hạt nhân 999, tặng set đồ đỏ xích tiêu ớt VIP ha, event line xe quà là 99.999 kim nguyên bảo. Mỗi ngày đều có code nữa nè ha. Rồi, hôm ngon tới giọt cuối cùng. Đây còn 3 cái nữa, không biết là ra được set trang bị gì đây. Mà để nhập code cái đã. Thì Heo chơi cũng khá lâu rồi hả? Ở bậc 11 này thì đánh nó khá lâu nhưng mà không mất một miếng máu luôn các bạn. Nói chung là đánh được nhưng mà không mất một miếng máu lên. Mất miếng nè. Lên trên kia là coi như là xém chết luôn á trời. Trời ơi, nó cách nhau có một bậc mà sao mà dữ dằn dệt vậy. Ôi nè, này thì Heo nhập có rồi và chơi cũng khá lâu rồi các bạn ơi. Đó, điểm danh. Trời ơi, này là cây chay 100%, chỉ nhập có ngày vậy thôi nha. Đó, kiếm nguyên bảo ngày. Đó, event thì vũng. Ok, sắp chết được con boss rồi, cực quá. Gì đây, có quà ngày nữa nè. Ok, đủ quà túi đá. Ok, ôi ôi đồ nè, bậc 10 đó các bạn. Mà tôi vứt ở đây nè. Trời ơi, giờ chắc là chuẩn bị vứt đồ bậc 10 nữa quá. Mình chuyển sang mình lên Để coi ăn được cái bậc này. Khoan bộ. Ủa, quay lại lấy đi bộ. Ây dù. Ủa, đâu cần, quay ra đây nè. À, phúc lợi, đây rồi, ok. Đó, mở ra được đồ nè, trang bị 10 nè hả, bậc 10 nè. Trời ơi. Hết rồi, tưởng đâu mình có nhiều đen cánh vậy chứ. Đây, set 10 hả. Trời ơi. Đó, hợp hành, bảo hành, thương hành, độc nát. Mấy cái này đổi về rương đồng hết nha các bạn. Đó, để lấy đồng mà xài. Đó, cũng quá thạch đồ. Ok, nè, nó chống trơn rồi nè. Đó, hết rồi. Để mấy cái rương đó lại mà đi họp hạch. Mà lấy đá đấy cường quá thạch ha. Đó, trời ơi. Hạt này cũng được khá lực chiến rồi nha các bạn. Được 149 triệu lực chiến.
chỉ là cài chay thôi đấy mà 149 triệu. Wow, thực chất là một cái ạc cài chay luôn các bạn ơi. Mấy cái con tân thủ đang đó rồi, mình có nên mình liều mình lên trên ải 11 mình đập không ta? Tại vì đồ bậc 10 thì bây giờ mình đập nó cũng không có ngon nữa các bạn. Lên bậc vòng quay hu hầm. Trời ơi, đồ ở dưới chưa mở nữa nè. Ủa trò, bậc 6, bậc 5 chưa mở hết nữa hả? Rồi, bậc 5 chưa mở hết nữa nè. Trời ơi. Ok, sợ là thiếu thể lực nè. Thôi, để hết cái này xuống bậc 5 mở. Ôi, không ngờ là đó giờ mình chưa có mở mấy cái ạc ở dưới luôn á. Chù chà, lực chiến cao quá, cái quên mất. Đập qua, thoát ra. Bậc 5 là nằm đâu? Đây đúng không? Bậc 5 cái đó lên bậc 6 luôn rồi, không có bậc 7. Ok. Mấy con này thì đánh nhanh mà. Đó. Tốt, không có nhiều hệ lực hết đó các bạn. Ok. Ủa? Ủa? Nó bị lắc rồi à? Ôi, thấy vậy mà 62. Ok, để coi 62 hệ lực. Thì đánh một con mà nó tiêu tốn bao nhiêu hệ lực nè. Ok. Wow, một con như vậy mà 10 hệ lực. Chủ cho à. Ui, man. Trời ơi. Thấy không ổn rồi. Ok, đi hot ra đi. Nhận thưởng. Rồi. Ok, đánh ở trong đó mình không có hưu hập được ta. Hưu hập đang bị. Đánh ở trong này thì căng quá. Đánh ở đây còn căng hơn nữa, nhưng mà không quay lại được trước. Trời ơi, bây giờ là chỉ có ô quét rồi đó hả? Chờ mấy con boss nó phục sinh nữa hả? Đậu. Boss ban hội lên bậc này. Mấy con boss dữ nè, boss ban hội chúng ta ăn được nè anh em. Lười làm gì, rồi bây giờ mình phải đó. Ok, giết hết mấy con boss luôn. Dạ, con này còn phải hơi lâu à. Đậu xanh đó. Hiệp học gì đây à. Rồi hộp nhanh liền. Hộp liền. À, hồi nãy giờ mình gom nhiều quá. Ok. Rồi nè, mấy cái rương nè, đó. Trang bị hấp đồ này nọ. Nhét vô đây hết. Ok, rất nhiều luôn nè. Mở ra nè. Đó, một đống đá cực quá. Ok, mở boss. Ở đây vẫn chưa đủ. Ủa. Ủa, gì ở đây nhét vô trang bị bậc 10 luôn hả? Đậu. Nhét vô trang bị bậc 10 rồi không có đạt giới. Ủa alo. Đi đánh boss tiếp các bạn ơi. Đó, game này được cái ngon lắm các bạn ơi. Đó, đánh boss vô tư. Đây boss bàn hội giết rồi, ta giết con khác. Giết hết rồi. Mấy con này lực chiến tầm mấy trăm lần được rồi các bạn. Đấy đấy. Ôi ơi, mấy ông còn có skin. Trời ơi, cá voi được rồi. Biết nào mình có tiền mình đi cởi mấy con đó các bạn. Đó, bu đồng vô. Đó, ta ăn mất tiêu rồi mấy bé ơi. Ok, trang bị đây là set 19. Đây là set 9 tiếp. Ăn hết boss luôn hả? Như cái bang giờ còn có mình heo rồi các bạn. Đó. Rồi, mấy ông top không biết ông lấy cái nguyên liệu ở đâu á, mà ông lên lực chiến kinh khủng ghê luôn á. Đó thì mình chưa biết các bạn ơi. Đây, set bậc 7. Hello. Đập hết. Bởi vì ta nói đi săn boss này đâu phải lúc nào mà cũng ra đâu các bạn. Gì vậy? Đâu phải lúc nào cũng ra được cái món mình cần đâu.
đang rồi quá trời luôn. Hả? Số lần đánh bó bản hết rồi hả? Ui, tôi xài nhanh dữ ta. Rồi, ok hả? Thì hôm nay chúng ta có con game một em game H5 để đổi gió cuối tuần cho anh em ha. Đó, link theo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Ok, ui. Cái vé này quay thần minh hả? Ok, được đấy, ok. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Rồi, bây giờ hãy đi quay cái này theo lấy quà đây. Wow, đang có cái này ngon dữ ta. Đó, thần trang, ừ. Ok, ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.